Nước Kangen cải thiện hệ tiêu hóa. Rối loạn tiêu hóa là căn bệnh xảy ra khá phổ biến hiện nay. Nếu gặp phải thức ăn nhiều dầu mỡ, thức ăn khó tiêu hóa, sữa, cà phê, đôi khi thậm chí cả trái cây cũng khiến bụng khó chịu. Triệu chứng thường gặp nhất của rối loạn tiêu hóa là bụng bị đầy hơi, ở hơi liên tục hoặc trung tiện nhiều. Những cơn đau bụng có thể âm ỉ, cơ thể toát mồ hôi lạnh, sốt nhẹ, cũng có khi đau quằn quại. Cơ thể cảm thấy mệt mỏi, người thiếu năng lượng, chán ăn, nhìn bất kỳ thực phẩm nào cũng cảm thấy không an toàn. Các nguyên nhân gây ra các bệnh về hệ tiêu hóa. Ăn quá nhiều. Điều này có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến toàn hệ thống tiêu hóa. Thường xuyên ăn quá nhiều sẽ gây áp lực cho hệ thống tiêu hóa, không sản xuất đủ lượng axit có trong dạ dày và các enzyme có trong đường tiêu hóa để giải quyết kịp khối lượng thực phẩm quá lớn đi vào cơ thể. Hệ tiêu hóa sẽ hoạt động chậm lại khi đưa quá nhiều thức ăn vào cơ thể và sẽ không được tiêu hóa kịp thời, do đó bạn có thể gặp chứng ngợ nóng. Nhai không đúng cách. Nhai là quá trình cần thiết nhằm nghiền nhỏ thức ăn giúp giảm bớt gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Nhai thức ăn không đúng cách còn có thể gặp các vấn đề như trào ngược axit, đầy bụng, đầy hơi và chuột rút. Thiếu chất xơ. Đây là một thành phần quan trọng cần có trong bất kỳ một chế độ ăn uống nào. Chất xơ là yếu tố chính giúp ngăn ngừa táo bón. Thường xuyên stress hoặc lo lắng. Thường xuyên stress có thể gây ra vô số các vấn đề về sức khỏe như đau đầu, cơ thể mệt mỏi, suy nhược, huyết áp cao. Lo lắng có thể gây hại cho đường ruột và xuất hiện các vấn đề về đường tiêu hóa. Do lười vận động, ngồi nhiều, đi ít, không tập thể dục đều là những thói quen ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng táo bón, bệnh trĩ. Việc vận động sẽ kích thích hệ tiêu hóa và giúp thức ăn di chuyển dọc theo cơ thể, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Sử dụng thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh có hiệu quả cao trong việc chống lại các bệnh nhiễm trùng do các vi khuẩn gây nên. Tuy nhiên, sử dụng nhiều có thể ảnh hưởng đến các loại vi khuẩn tốt có trong ruột. Điều này có thể khiến cơ thể bị hấp thụ kém các chất dinh dưỡng, bị đầy hơi, chuột rút, tiêu chảy hoặc táo bón. HP Cosmetics chia sẻ đến quý khách hàng những công dụng tuyệt vời của nước ion kiềm từ chiếc máy điện giải Kangen giúp cải thiện hệ tiêu hóa tốt hơn. Nước ion kiềm có tính kiềm tự nhiên như rau xanh ở độ pH từ 8.5 đến 9.5, giúp bão hòa lượng axit dư thừa cao trong cơ thể do hấp thụ các thức ăn như đồ nướng, đồ chiên rán, thức ăn nhanh, nước uống có cồn, có ga và axit tiết ra do bị stress kéo dài. Sử dụng nước ion kiềm giúp đưa cơ thể về trạng thái cân bằng khỏe mạnh tự nhiên, giảm cơn đau dạ dày, tình trạng trào ngược dạ dày vì dư axit. Ngoài ra, tính kiềm này còn giúp loại bỏ các axit dư thừa, các chất bẩn bám trên thành ruột, giúp đường ruột trở nên sạch sẽ và thông thoáng. Cơ chế làm sạch đường ruột giúp ruột trở nên khỏe mạnh hơn, bài tiết dễ dàng hơn, giảm các triệu chứng táo bón, ợ chua, đầy bụng và rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt, bệnh nhân táo bón chỉ cần uống nước ion kiềm pH 8.5 đến 9.5 trong khoảng 2 tuần sẽ giảm hẳn chứng táo bón một cách rõ rệt. Nước ion kiềm từ chiếc máy điện giải Kangen có cấu trúc cụm phân tử siêu nhỏ, giúp thẩm thấu vào tế bào cơ thể nhanh hơn, giúp thanh lọc cơ thể qua tuyến mồ hôi, nước tiểu và đại tiện. Không những thế, ngoài việc dùng làm nước uống hàng ngày thì nước điện giải ion kiềm pH 9.0 có thể dùng nấu ăn. Thực phẩm khi được nấu chín với loại nước này sẽ mềm, ngọt tự nhiên, tăng thêm hương vị vốn có. Nhờ đó giúp chúng ta ăn ngon miệng hơn, cơ thể cũng hấp thu tốt hơn. Điều này dẫn đến hệ tiêu hóa sẽ làm việc trơn tru và ít vất vả, hạn chế được các tình trạng ăn không tiêu, ợ chua, táo bón hoặc tiêu chảy. Nước điện giải dầu kiềm còn cung cấp oxy để vi khuẩn có lợi trong ruột tăng trưởng, giảm vi khuẩn kỵ khí, ngăn việc lên men hệ tiêu hóa và các hệ lụy xấu tới hệ tiêu hóa. Ngoài việc sử dụng nước điện giải Kangen, chúng ta cần có chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý, tránh các thức ăn độc hại và thức khuya, thường xuyên luyện tập thể dục để có cơ thể khỏe mạnh. Hãy like, share và theo dõi kênh HP Cosmetics để nhận được những thông tin hữu ích về sức khỏe và làm đẹp cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ HP Cosmetics nhé!